ngon. Ngon như anh làm ấy nhỉ? Thế là mình làm rồi nhỉ. Nhưng mà công lớn nhất là của anh. Đấy. Em làm mà. Ừ, thì em làm rồi, công lớn nhất là anh chia sẻ cho em làm mà. Ừ, cũng được. Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Sau một thời gian dài ở nhà nghỉ dịch thì mọi người thấy không ạ, mặt mình này lên khá là nhiều mụn. Do là ở trong nhà không đi ra ngoài, không vận động rồi thì ăn uống cái chế độ nó cũng không điều độ. Cho nên là mặt mình này mọi người thấy không ạ, cũng sắc khá là nhiều. Thì một tuần gần đây thì mình có sử dụng về các cái món nước ép hoa quả. Thì về bản chất là nước ép hoa quả rất nhiều chất xơ. Mình sau khi mình uống liên tục trong vòng một tuần thì mình thấy là mặt mình bắt đầu nó cải thiện rất là nhiều. Tức là các nốt mụn này sẽ không mọc lên nhiều và da sẽ đẹp hơn. Thì hôm nay mình muốn là chia sẻ cho mọi người. Anh! Ui giời, ôi, bảo ở nhà không à? Đi theo anh lên đây. Ở nhà chán lắm. Giới thiệu mọi người, đây là cô em gái của mình. Đấy, cũng một thời gian dài ở nhà nghỉ dịch của mình. Hôm nay mình lên mình chia sẻ cho mọi người về cái món ép thì cũng cứ đòi đi theo. Đấy, thì giới thiệu mọi người đi em. Xin chào mọi người, mình là Vân, mình là em gái của anh Toàn. Thì hôm nay mình theo chân của anh Toàn đến đây để cùng anh Toàn làm một cốc nước ép. Thì mọi người biết không, con gái của chúng ta ấy, cái việc mà uống nước ép mỗi ngày ấy, là một cái điều cần thiết rất tốt cho da của chúng ta. Vậy thì hôm nay anh sẽ dạy em làm nước ép gì đấy? Anh hôm nay anh muốn chia sẻ là cái món mà anh ngày nào anh uống trong một tuần nay rồi. Và cũng là cái món mà anh làm cho cô uống đấy. À, em món nhớ rồi. Món dứa, cà rốt và táo đúng không? Chuẩn luôn, rất ngon. Món đấy thì phải nói là mình uống và cô em của mình uống. Mình uống một cốc thì cô em của mình uống hai cốc. tức là rất là ngon, thảo nào mọi người thấy không ạ? Mặt mình và mặt cô em mình này đấy, hai cái làn da nó khác nhau. Đấy, rất là mịn, nó không có một nốt mụn nào luôn. Đấy, thì hôm nay mình muốn là chia sẻ với mọi người về cái món nước ép này. Kết hợp là mình dạy chi tiết cho cô em gái luôn, để cho cô em gái của mình có thể tự làm, tự uống được. Thì lúc nào cũng bảo anh mệt lắm, phục vụ em mệt lắm. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm thực tế món này nhá. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm trực tiếp món này, món táo, dứa, cà rốt. Thì để làm được món nước ép kết hợp các vị với nhau này thì mọi người phải có một cái định lượng công thức chuẩn. Em nhá, nhớ nhá. Chúng ta phải có một cái định lượng công thức hoa quả chuẩn. Thì khi em ép ấy, các loại hoa quả nó kết hợp với nhau em uống thấy nó sẽ rất là hòa quyện và nó sẽ không bị ngang. Còn nếu mà em cứ thích cái quả táo hay là thích quả cà rốt nhiều, em vừa cho vào em ép thì ra cái vị nó sẽ không bằng nhau, gọi là cân bằng trong đồ uống đấy. Đấy, thì đầu tiên ở đây anh sẽ sử dụng là dứa. Dứa là 150g dứa. Cà rốt anh sẽ sử dụng là 150g cà rốt. Và táo ở đây anh sẽ sử dụng là 100g. Đấy, thì bây giờ anh sẽ để cho em làm thực tế. Và anh sẽ đứng ở ngoài anh chỉ cho em, để cho em biết làm đi nhá. Đây đứng sang bên này. Rồi, đầu tiên thì đi cái găng tay vào. Đấy, làm cho nó đảm bảo vệ sinh. Đấy, đặt lên cân cho anh là 150g dứa. Rồi, 154g. Chấp nhận được. Tiếp theo là cà rốt. Cho anh là 150g cà rốt. Đây, anh để dứa của anh lên đây. Đấy. Đây là hơn 200g rồi, phải cắt bớt ra. Em dùng dao kia. Cái mẹ anh. Ở nhà cô lười quá thành quen hỏi anh cắt củ rốt thế này à. Ngày nào anh làm cho uống cho nên là thành ra lười. 150g quả rốt rồi đúng không? Tiếp đến là 100g táo. Thì chắc là nó vừa một quả đấy, cho lên cân thử đi em. Rồi, 109g chuẩn luôn. Đây, chúng ta có đủ cái định lượng của các loại hoa quả rồi. Mình nhắc lại cho mọi người nhé, là 150g cà rốt này, 150g dứa chín này và 100g táo. Thì táo ở đây mình sử dụng là táo nhập khẩu nhé. Mọi người nên sử dụng loại táo giòn thì nó sẽ ngon hơn. Nếu mọi người mua táo ngoài chợ ấy, nó dạng táo bở ấy, mọi người ép ra thì thứ nhất là nó sẽ không có mùi thơm. Cái thứ hai là trong cái cốc nước ép của mọi người nó có cái tinh bột của táo ấy, thì nhìn nó có lợn cợn, nó không được đẹp mắt. Đấy. Ok, thì bây giờ sẽ tiến hành là ép trực tiếp. Thì anh sẽ lại để cho em ép. Đây, lại đứng sang bên này. Thì anh giới thiệu với em đây là cái máy ép. Cái món nước ép mà anh làm cho em ấy thì đều ép từ hoa quả từ cái máy ép này ra. Anh sử dụng hoa quả ép từ cái máy ép này ra. Thì để mà làm món nước ép này thì đầu tiên là em phải biết sử dụng cái máy ép này trước. Thì anh chia sẻ cho em một chút. Đây là cái bộ phận mà trục ép
Đấy, bộ phận chính của cái máy ép. Còn đằng sau này nó sẽ là một cái bộ phận công tắc. Được chưa? Em bật lên là máy ép nó chạy nè. Đấy. Thì đây là cái phần họng chứa hoa quả. Họng chứa hoa quả, em cho hoa quả vào. Đấy, thì khi em cho hoa quả và em bật máy ép lên thì em sử dụng cái ném này. Em ném hoa quả xuống thì hoa quả nó sẽ xuống cái phần là trục ép vào vòng lọc này. Nó sẽ đẩy nước ép ra đầu này. Đấy. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ tiến hành em bật máy thử cho anh đi. Bật máy thử cho chạy đi. Đấy. Rồi. Em nhấc cái đấy ra. Rồi, em sẽ tiến hành em cho hoa quả vào. Thì cái họng máy ép này của anh nó rất là to. Em có thể cho cả củ cà rốt hay là cả quả táo vào đều ok. Thật đó. Dùng được luôn. Đấy. Anh thử nhá. Ok. Em cho trực tiếp củ cà rốt vào. Đấy, em xuống. Rồi, dùng cái ném này em xuống. Đấy, mạnh tay một chút lên. Em thấy chưa? Khá là tiện đúng không? Nhưng mà cái máy ở nhà mình có mẹ dùng à? Ở nhà anh trước anh có mua cho mẹ một con máy ép mà ép gia đình ấy. Em thấy là nó rất là nhỏ đúng không? Mấy lần anh ép nước ép cho em uống với cả bố mẹ mà uống kìa. Cái này cũng phải nghiền hơi chậm nhỉ? Nghiền hơi chậm á? Thì về bản chất nó là máy ép chậm mà. Nó nghiền chậm như vậy thì nó sẽ cho ra cái nước ép nó kiệt hơn và hoa quả thì nó sẽ ra đầy đủ cái tính chất các loại vitamin. Rồi em cho cả quả táo vào đi. Liệu được không? Được. Họng nước ép máy ép này quá to mà. Đấy, dùng cái que ném ném xuống. Phần kia rồi đấy. Quay được cả quả táo luôn. Đấy, ép được cả quả táo. Ra rất là nhiều nước này. Nó ép chậm thì nó sẽ ra rất là kiệt. Đấy em nhìn này, cái phần bão hoa quả đẩy ra rất là kiệt, rất là nhiều nước. Sắp tới anh sẽ sắm cho cô một cái máy này. Về cô tự ép hoa quả cô uống. Rồi, cho thêm phần dứa với cà rốt vào thêm đi. Đấy. Rồi, hết rồi đấy. Em cứ bỏ cái tay bên này ra. Đấy. Để cho nó quay một chút là nó kiệt hết nước ra là được thành phẩm. Đấy. Mọi người xem cái bã của nó này thực sự rất là khô keng luôn. Rất khô đúng không? Đấy, em có thể cầm vào bóp thử một chút xem nó ra nước không. Không ra một chút nước nào đúng không? Rất là khô. Rồi, thì với cái định lượng mình chia sẻ ấy, thì nước ép của chúng ta sẽ được thành phẩm là khoảng độ là 350ml. Thì mọi người có thể sử dụng với đá hoặc là nếu mà ai mà muốn uống ngọt ấy thì mọi người có thể cho thêm một chút đường vào. Thì ở đây mình sẽ cho ra cốc đây để cho món nước ép mà đậm đà hơn và nó không bị mất màu của nước ép hoa quả tươi. Tại vì trong hoa quả nó có nhiều tính chất axit thì mọi người cho giúp mình thêm một chút muối tinh vào. Chỉ một xíu thôi nha, bằng nửa hạt gạo thôi. Để khi chúng ta uống thì nó sẽ đậm vị hơn, màu hoa quả nó sẽ giữ được lâu hơn. Chưa gì Vân ạ, thấy cái mùi thơm, thực sự rất là thơm mọi người. Thơm đấy. Mùi thơm. Đây, em cho một chút muối vào. Đấy, em khuấy lên. Cho muối vào làm gì anh? Cho muối vào, em vừa chia sẻ với mọi người là cái tác dụng là để cho khi chúng ta uống hoa quả thì cái món của hoa quả chúng ta sẽ đậm vị hơn. Đấy, cái thứ hai là cái màu của hoa quả nó sẽ giữ được, nó sẽ không bị biến đổi màu. Thường thường là các loại hoa quả có acid thì em thấy là các loại hoa quả như là táo hay là lê chẳng hạn, chúng ta ép xong thì để khoảng độ vài phút nó sẽ bị thâm ngay. Màu hoa quả sẽ bị thâm. Em thấy màu rất đẹp không? Đẹp như cô ấy. Hôm nay cô mặc cái áo rất là hợp màu luôn. Đấy, em cho ra cốc đi. Rồi. Đấy, thành phẩm của chúng ta đã được. Không, đây là thành phẩm của em. Của chúng ta mà. Đấy, của em. Nhưng mà công lớn nhất là của anh. Đấy. Em làm mà. Ừ, thì em làm, nhưng mà công lớn nhất là anh chia sẻ cho em làm mà. Thôi, cũng được. Rồi, ok, thì đến đây là chúng ta đã được thành phẩm món nước ép rồi. Mọi người thấy ngon không ạ? Đấy,
màu rất là đẹp. Bây giờ em có thể là uống đi, uống thử một chút xem là có giống cái vị mà anh hay ép mang về cho em không. Thôi thì mình uống thử nhá. Ngon. Ngon như anh làm ấy nhỉ? Nhưng mà đây là mình làm mọi người ạ. Rồi ok, thì đấy là cái món hoa quả mà mình cũng uống trong một tuần nay rồi. Thì cái tinh chất vitamin của táo, của cà rốt thì rất nhiều vitamin A đúng không ạ? Táo với dứa thì nó sẽ giúp cho mọi người là da rẻ sẽ đẹp hơn này. Rồi thì cái sức đề kháng và cái hệ tiêu hóa mọi người sẽ tốt hơn. Thì chúc mọi người thành công với cái món đồ uống này. Chào mọi người.